Bọn Titan nó đang chuẩn bị tấn công vào thành phố rồi. Bảo vệ thành phố đó là team của Cameraman Titan và TV Man Titan nha. Nếu bạn chọn team Cameraman Titan thì nhớ ấn vào nút like. Còn các bạn nghĩ bọn Titan này sẽ phá hủy được thành phố thì ấn ngay vào nút đăng ký kênh nha. Ông này chuẩn bị đánh nhau rồi còn đang tập thể dục này. Các anh nhớ tăng lương cho ông ấy nhá. Cuộc đổ bộ xin phép được bắt đầu. Holy shit. TV Man Titan cho một hit là chết hết rồi.